Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Liên Hợp Quốc ra lệnh Nga ngừng hành động quân sự ở Ukraine. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt. Hàng ngàn người dân đã thiệt mạng và gần một chục ngàn binh sĩ Nga đã tử trận. Và đây là hình ảnh phiên tòa của Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc vừa ra phán quyết về cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Và Tổng thống Nga Putin đã thua về mặt pháp lý. Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc về tranh chấp giữa các nước đã ra lệnh cho Nga phải ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine, nói họ quan ngại sâu sắc về hành động sử dụng vũ lực của Moscow ở đây. Ngày hôm nay, một nhà hát lớn của Ukraine đã bị bom Nga đánh trúng, ở trong đó có hàng trăm người Ukraine đang trú ẩn. Và mặc dù các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế có tính chất ràng buộc, nhưng họ không có phương tiện trực tiếp để thực thi phán quyết. Và trong những trường hợp hiếm hoi trước đây, các nước bị phán quyết đã phớt lờ nó. Tuy nhiên, hệ quả của nó là không lường, vì các nước trên thế giới sẽ căn cứ vào phán quyết của tòa án này để đối xử với nước Nga. Liên bang Nga sẽ phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự mà họ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 trên lãnh thổ Ukraine. Các thẩm phán của tòa án quốc tế này đã quyết với tỷ lệ 13 trên 2. Đây là hình ảnh Trung Quốc và Nga đã phủ quyết phán quyết của tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc. Vậy là ngoài Nga thì Trung Quốc cũng phản đối phán quyết này. Điều đó chứng tỏ Trung Quốc có thể cũng sẵn sàng trong thời gian tới dùng vũ lực để chiếm đoạt Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có chủ quyền. Tòa án cũng nói thêm rằng Nga cũng phải đảm bảo các lực lượng khác mà họ kiểm soát hoặc hỗ trợ không tiếp tục chiến dịch này. Điều đó ám chỉ là những nơi là lính đánh thuê của Nga đang tấn công vào Ukraine cũng phải dừng lại. Ukraine đã đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 và nói rằng biện minh mà Moscow tuyên bố rằng họ hành động để ngăn chặn diệt chủng ở Ukraine là không hề có cơ sở, vì cũng không hề có chuyện đó. Bên cạnh tranh luận về cơ sở của xâm lược, Kiev cũng đã yêu cầu có các biện pháp tạm thời khẩn cấp chống lại Nga để ngăn bạo lực trước khi vụ kiện được xét xử đầy đủ. Những biện pháp này đã được chấp thuận vào hôm 16 tháng 3. Và đây là một thắng lợi cho nước Ukraine chống lại nhà nước Nga đang xâm lược đất nước này. Đây là hình ảnh thẩm phán Jones chủ trì phiên tòa đang đọc tuyên án bản phán quyết này. Thông tin này đã lan truyền ra khắp thế giới rất nhanh và ngay tại Việt Nam cũng đã đăng tải chi tiết của bản án. Trong các phiên tòa xét xử vào hồi đầu tháng, Ukraine nói không có mối quan hệ đe dọa diệt chủng nào ở miền đông Ukraine và rằng công ước diệt chủng năm 1948 của Liên Hợp Quốc mà cả hai nước đã ký kết không cho phép mở xâm lược để ngăn chặn diệt chủng. Các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiến đấu chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Kiev và các đồng minh của phương Tây đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đang tiến hành diệt chủng nhằm vào cộng đồng những người nói tiếng Nga ở khu vực này. Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết họ đã bác bỏ qua các phiên xét xử tại tòa án quốc tế, còn gọi là tòa án thế giới. Họ nói rằng khi thấy sự vô lý rõ ràng của sự kiện. Sau đó, họ đã đệ trình một tài liệu bằng văn bản cho rằng tòa án không nên áp đặt bất kỳ biện pháp nào. Và Trung Quốc nỗ lực ủng hộ Nga về việc này, có nghĩa là họ ủng hộ Nga xâm lược Ukraine. Và điều đó tạo ra mối nguy hiểm cho Việt Nam khi Trung Quốc tới đây không tôn trọng pháp luật quốc tế và sẵn sàng đánh chiếm những đảo trên Biển Đông mà Việt Nam đang đóng giữ. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky vui mừng đón nhận phán kết của Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc buộc Nga phải rút quân ngay lập tức và chấm dứt mọi hành động đánh phá, cướp bóc và xâm lược nước này. Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh phán quyết của Tòa quốc tế về các biện pháp khẩn cấp là thắng lợi hoàn toàn trong vụ kiện chống lại nước Nga xâm lược. Và lệnh của Tòa án quốc tế mang tính ràng buộc theo luật pháp của quốc tế, Nga phải tuân thủ ngay lập tức.
phớt lờ sẽ càng cô lập Nga hơn nữa. Tổng thống Zelensky đã viết như vậy trên trang tweet của mình. Đọc phán quyết vào hôm 17 tháng 3, thẩm phán chủ tọa Jones nói tòa quan ngại sâu sắc về việc Liên bang Nga sử dụng vũ lực ở Ukraine, vốn đặt ra các vấn đề rất nghiêm trọng về luật pháp quốc tế. Kính mời các bạn xem bản tin Nữ anh hùng chiếm giữ kênh truyền hình của nhà nước Nga. Sự kiện vừa xảy ra tại Nga đã chấn động thế giới. Đó là một người nữ phát thanh truyền hình của Nga đã chiếm giữ kênh truyền hình này trong một thời gian ngắn để phản đối chiến tranh. Cuộc biểu tình chống chiến tranh trên kênh truyền hình của nhà nước Nga là tiêu đề nhiều bài báo quốc tế đăng tải. Và bây giờ thì cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Nga thậm chí đang trở thành tin chính, vì kênh truyền hình số 1 của nhà nước Nga phát thời sự vào buổi tối đã đem đến người xem trong cả nước thông tin về cuộc chiến vô nghĩa tại Nga. Đây hình ảnh Maria đã chiếm sóng phát hình trực tiếp của đài truyền hình hàng đầu nhà nước Nga để phản đối cuộc xâm lược do Putin đang gây ra tại Ukraine. Cuộc chiến này đã đưa đến cái chết của nhiều nghìn người của hai bên cả Nga và Ukraine, và nhiều thành phố đã bị tan hoang vì bom đạn của Nga. Giữa chương trình thời sự của kênh truyền hình số 1 nhà nước Nga, một người phụ nữ đã xông vào phòng phát hình trực tiếp với một tấm áp phích phản đối, hét lớn lên nhiều lần rằng không chiến tranh, không chiến tranh, không chiến tranh. Nga, đừng tin vào những lời tuyên truyền, ở đây bạn sẽ được nghe lời nói dối. Và bằng tiếng Anh, chia sẻ rằng người Nga chống lại chiến tranh. Thực sự là rất nguy hiểm, bởi vì ở Nga, các phương tiện truyền thông không được phép mô tả cuộc xâm lược của quân đội Nga ở Ukraine là một cuộc chiến tranh hay cuộc xâm lược. Thay vào đó, ông Putin đã ra lệnh rằng chế độ độc tài ở đây đã được áp dụng đến hình thức ở những nước khác và quy định nói về một hoạt động quân sự đặc biệt mà thôi. Nếu vi phạm có thể bị phạt đến 15 năm tù. Đây là hình phạt rất khắc nghiệt. Đây là hình ảnh trên cả nước Nga, người Nga đã biểu tình phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine, đưa đến sự bắt giữ của hơn 10.000 người Nga khắp nơi. Nhân vật nữ của cuộc biểu tình là Maria, một nhân vật của đài truyền hình, và cô được cho là đã bị bắt sau hành động của mình. Chưa biết cô sẽ phải chịu án tù bao nhiêu năm, nhưng đây là hành động rất dũng cảm. Phản ứng tức thì, đạo diễn của chương trình thời sự phát sóng 9 giờ tối theo giờ Moscow đã nhanh chóng phải chuyển chủ đề và chiếu các bức hình ảnh từ một bệnh viện. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn. Những hình ảnh về cuộc biểu tình lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội. Cũng giống như một đoạn video mà đối thủ dũng cảm của cuộc chiến đã ghi lại trước đó đã được phát lên. Truyền thông Nga cũng đưa tin về điều đó, nhưng đã làm mờ khuôn mặt của nhà báo can đảm và tấm áp phích của cô ấy. Đây vẫn là cách mà các chế độ độc tài vẫn hay áp dụng, đó là họ cố tình che giấu những gì mà người dân muốn nói ra. Đây là hình ảnh báo chí Nga đăng về vụ chiếm sóng của đài truyền hình Nga, nhưng đã làm mờ khuôn mặt và biểu ngữ của cô. Họ không thể tống tất cả chúng ta vào tù, đó là lời mà cô nói trên truyền hình khi phát sóng trên cả nước. Trong đoạn video quay được trước của mình, cô Maria tuyên bố rằng những gì đang xảy ra ở Ukraine là một tội ác và Nga là kẻ xâm lược. Trách nhiệm về hành động gây hấn này thuộc về một người, đó là Vladimir Putin. Cô nói tiếp, cha tôi là người Ukraine, mẹ tôi là người Nga, và họ chưa bao giờ là kẻ thù của nhau. Những lời cô nói đã đi sâu vào lòng người Nga. Và cô chỉ vào chiếc vòng cổ của mình có màu sắc của cả hai quốc gia là Nga và Ukraine. Nhưng đối với họ thì rõ ràng là Nga phải chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn này. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần trên thế giới, từ Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam, đã đem đến cái chết của hàng triệu người trước đó. Cô Maria tiếp tục nói rằng, thật không may tôi đã làm việc cho kênh đầu tiên này trong vài năm qua, tôi đã tuyên truyền cho Điện Kremlin và tôi thấy rất xấu hổ vì điều đó. Để mọi người nói dối trước màn hình TV, để người dân Nga đã bị phát xít hóa. Đây là cách tuyên truyền nhồi sọ của các thể chế độc tài thường vẫn áp dụng đối với người dân của nước mình. Đây là hình ảnh vị lãnh đạo đối lập tại Nga Navalny được cho rằng đã bị Putin đầu độc gần đây và ông đã bị tống vào tù. Chúng tôi đã nói không có bất cứ điều gì vào năm
2014 khi nó chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi không phản đối khi Điện Kremlin đầu độc Navalny. Chúng tôi chỉ nhìn chế độ phi nhân tính này trong im lặng. Bây giờ cả thế giới quay lưng lại với chúng tôi và 10 đời con cháu chúng tôi sẽ không thể rửa sạch được cuộc chiến huynh đệ tương tàn này. Và xa nữa, chỉ có chúng tôi, những người Nga nhân hậu và thông minh mới có được sức mạnh để ngăn chặn sự điên rồ này. Và cô yêu cầu rằng hãy đi biểu tình, đừng sợ, bởi vì họ không thể tống tất cả chúng tôi vào tù. Cũng theo tổ chức nhân quyền OVD, khoảng 14.900 người Nga đã bị bắt ở đây và kể từ đầu cuộc chiến vì phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine.